chào anh em đã quay trở lại với Katana Vlog và chủ đề hôm nay của bọn mình là với vẻ đẹp cổ điển, tinh tế cùng độ sắc bén và độ bền vượt trội, dao cai sơn đã và đang được ưa chuộng bởi các đầu bếp trên toàn thế giới. Không có gì ngạc nhiên khi dao cai sơn được ưa chuộng bởi các đầu bếp trên toàn thế giới. Dựa trên các kinh nghiệm cổ xưa của các thợ kiếm samurai Nhật Bản và kết hợp với công nghệ tiên tiến ngày nay, mỗi con dao sơn đều được làm thủ công và cần trải qua ít nhất 100 bước để có được một sản phẩm hoàn hảo. Năm 1908, tập đoàn Kai bắt đầu hoạt động như một nhà sản xuất dao bỏ túi nhỏ ở Seki, thủ đô chế tạo kiếm cổ của Nhật Bản. Sau hơn 100 năm xây dựng và phát triển, Kai đã mở rộng sản xuất hơn 10.000 loại dao kéo và dụng cụ cắt gọt khác nhau, từ dụng cụ nhà bếp đến phụ kiện thẩm mỹ và dụng cụ phẫu thuật. Kỹ năng và kinh nghiệm được truyền lại từ những người thợ rèn kiếm samurai của Nhật Bản luôn là nguồn cảm hứng và là một phần không thể thiếu trong mỗi sản phẩm của Kai kể từ khi thành lập công ty. Có thể nói, dao bếp cai sơn là sự kết hợp tinh tế của nghề rèn dao truyền thống từ bao đời và sự phát triển của khoa học kỹ thuật của Nhật Bản. Thiết kế dao cai sơn Premier làm chúng ta gợi nhớ đến các kỹ thuật thủ công của nghề rèn kiếm Nhật Bản cổ đại, nhưng vẫn mang đến hiệu suất đáng kinh ngạc nhờ những tiến bộ trong công nghệ. Lưỡi dao Premier mỏng hơn và nhẹ hơn giúp xử lý nhanh và linh hoạt với sự phân bổ trọng lượng hợp lý từ đầu đến cuối, đảm bảo độ ổn định và sức mạnh của lưỡi dao. Cán dao làm từ gỗ Pakka sang trọng, hơi phình ở giữa giúp người dùng cầm nắm chắc chắn hơn. Độ sắc của lưỡi dao đạt tới mức gần như hoàn hảo do được mài dưới góc 16 độ, dễ dàng cắt, thái nhiều loại thực phẩm đa dạng mà không mất nhiều sức. Chất liệu lõi thép là VG Max với cấu tạo có hàm lượng carbon cao, cộng thêm 69 lớp thép Damascus tạo ưu thế về độ cứng, 61 HRC, bền và sắc nét cho sản phẩm, đồng thời tạo nên những đường vân tinh tế, đẹp mắt trên bề mặt. Ngoài ra, lưỡi dao còn được tạo vân độc đáo thủ công bằng cách dập kỹ thuật đặc biệt làm hạn chế tối đa việc bám dính thực phẩm khi cắt. Sơn Classic là dòng dao cao cấp đã đạt giải thưởng Kitchen Knife of the Year vào năm 2003 do các chuyên gia về dao tại Nhật Bản bình chọn. Dao cai sơn Classic mang vẻ đẹp cổ điển với kiểu dáng bắt mắt, cộng thêm tính đa năng, tiện dụng. Nhờ vậy, dòng dao này được coi như một siêu phẩm mang tính cổ truyền của người Nhật và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều chị em nội trợ, thậm chí các đầu bếp nổi tiếng trên toàn thế giới. Phần lõi dao sơn Classic Nhật Bản đều làm từ thép VG Max, kết hợp cùng 68 lớp thép Damascus bên ngoài được làm từ thép độc quyền của Kai có khả năng chống rỉ, chống mòn tốt, đồng thời tạo nên độ bén, bền vượt trội cũng như khả năng giữ cạnh đáng kinh ngạc. Nếu bạn đã ngưỡng mộ những đường nét đơn giản và sự duyên dáng của thiết kế Nhật Bản, bạn hãy thử trải nghiệm sơn Kanso. Kanso là một nguyên tắc thiết kế dựa trên triết lý Zen. Nó có nghĩa là sự đơn giản. Sự đơn giản đạt được bằng cách loại bỏ những thứ không thiết yếu. Để tạo ra sơn Kanso, cai sơn chỉ giữ lại thép hiệu suất cao, cạnh sắc như dao cạo, với kết cấu hoàn chỉnh mang lại sự cân bằng hoàn hảo và kiểm soát cắt chính xác. Dao được làm từ thép không rỉ và nadi được tinh chế của Nhật Bản, có độ sắc bén và độ bền cao. Lớp hoàn thiện mang đến cho cán số 1 vẻ ngoài mộc mạc và trường tồn theo năm tháng. Cán được làm bằng gỗ Tagazasan, đôi khi được gọi là gỗ kiếm sắt. Thiết kế phun tang cung cấp sức mạnh, sự cân bằng và giúp người dùng cầm nắm chắc chắn hơn. Giống như tất cả các loại dao sơn, Kanso được mài ở góc 16 mỗi bên để có được những lát cắt hoàn hảo nhất.
KAI tiếp tục tạo ra một tuyệt tác với kỹ thuật rèn của Nhật Bản, dòng dao KAI Tsunage. Với thiết kế tinh tế, cùng những đặc tính đặc biệt của nguyên liệu và các công đoạn xử lý kỹ thuật phức tạp, đã tạo nên một dòng dao đẳng cấp bậc nhất. Dòng dao này đã đoạt giải đề cập đặc biệt tại Giải thưởng Thiết kế Đức năm 2017. Lưỡi dao được làm bởi hai loại thép khác nhau, loại thép đàn hồi VG2 và loại thép cứng VG10, cùng 72 lớp thép Damascus tạo ra những đường vân đặc trưng. Sự kết hợp phức tạp giữa hai loại thép trên giúp cho lưỡi dao có độ cứng lên đến 61, độ sắc bén, bền bỉ và hiệu suất cắt tối ưu. Tay cầm bằng gỗ Pakka với thiết kế công thái học và độ cân bằng tốt, giúp việc sử dụng dao thoải mái hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!